chị em. Ở đây xin mời anh chị em lắng nghe bài tin mừng thứ ba tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em, đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Giáng sinh làm người, có lẽ chúng ta không khỏi thắc mắc tại sao Chúa phải làm như thế. Chúa đầy quyền năng phép tắc, Chúa có nhiều cách để cứu chúng ta. Tại sao Chúa cứ phải làm người mới cứu được ta? Câu trả lời rất đơn giản. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu nên Chúa đã giáng sinh làm người. Một khi chúng ta yêu ai thì chúng ta luôn luôn muốn được ở bên cạnh người đó, ở cùng với người đó. Cha mẹ thương con cái thì luôn luôn mong muốn con cái ở với mình. Cha mẹ có đứa con nhỏ, khi đi làm xa trở về, bao giờ cha mẹ cũng mong muốn được gặp cái người con đó chứ không phải ai khác. Và khi gặp được rồi thì ôm ấp đứa con vào lòng mình. Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa như thế trở nên điên dại vì yêu con người chúng ta. Ngài chấp nhận bỏ trời cao để đến trong trần gian này tìm kiếm mỗi người chúng ta. Như Chúa Giêsu hôm nay đã nói về tình thương của Chúa đối với chúng ta qua hình ảnh người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa sẵn sàng bỏ trời cao để đi tìm mỗi con chiên lạc là mỗi người chúng ta ở trong trần gian này. Và đấy là điều chúng ta được mời gọi suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa làm người. Vì yêu ta, Thiên Chúa muốn ở gần ta, muốn được ôm ấp ta vào lòng như người chăn chiên đi tìm con chiên lạc và ôm ấp con chiên vào lòng vậy. Vì yêu ta, Chúa lặn lội bước vào trong trần gian này để lôi kéo chúng ta về lại trong gia đình yêu thương của Chúa. Hôm nay suy nghĩ về tình thương của Chúa qua mầu nhiệm Chúa Giáng sinh nhập thể làm người, chúng ta được mời gọi hãy trở về với Chúa. Hãy để cho Chúa đi tìm ta và chúng ta đến gặp Ngài để Ngài ôm ta vào lòng, để Ngài yêu thương che chở mỗi người chúng ta. Amen.